Nhắc đến Hưng Yên là người ta nhớ ngay đến nhãn lồng. Nhiều năm qua, nhãn vẫn được coi là sản phẩm nông sản chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho nông dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nhãn ra hoa vào đúng mùa xuân, những ngày có cả mưa phùn và lạnh. Nếu vào dịp có nắng ấm, hương thơm sẽ tỏa nhẹ, thơm mát, làm ngây ngất lòng người. Giá trị và hương vị ngọt ngào hiếm có của những cây nhãn nơi đây đã trở thành quà tặng mà thiên nhiên ưu ái dành riêng cho mảnh đất này. Trước đây, vào tháng 7, tháng 8, nhãn mới chín rộ. Nhưng những năm gần đây, người dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật, điều khiển nhãn ra hoa đậu quả và cho thu hoạch sớm từ tháng 5, tháng 6 hoặc thu hoạch muộn tới tháng 9, tháng 10. Nhãn lồng Hưng Yên đặc biệt ngon, quả to, tròn, da láng, củ nhãn giòn, trong như hổ phách, nước ngọt lịm, mát và thơm đến lạ. Bóc lớp vỏ mỏng láng, màu vàng nâu nhạt để lộ lớp củ nhãn dày trắng ngà, hấp dẫn với hương thơm nhẹ nhàng. Toàn tỉnh có gần 5.000 hectare sản xuất nhãn, tập trung ở các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Nhãn không chỉ tiêu thụ thị trường trong nước mà còn được mở rộng tiêu thụ ra cả thị trường quốc tế như Nhật Bản, Trung Quốc và các nước châu Âu. Chính nhờ có nhãn lồng là một trong những đặc sản Hưng Yên nên đã giúp cho mảnh đất này thu hút được lượng lớn khách du lịch mỗi năm. Ngoài việc khai nhãn bán cho thương lái, các nhà vườn ở Hưng Yên còn kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm. Việc các nhà vườn mở cửa đã góp phần đưa trái nhãn Hưng Yên đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Không ít khách đã chẳng quản nắng mưa đến với Hưng Yên vào mùa nhãn lồng chín để được tự tay lựa chọn những chùm nhãn to, mọng nước. Thậm chí, nhiều chủ vườn nhãn thân thiện, du khách còn được vào tận vườn để tham quan và mua nhãn. Nhờ vậy, Phú Hiến hay Khoái Châu đã xây dựng được mô hình du lịch độc đáo giúp cho du khách được chiêm ngưỡng, thưởng thức hoa quả tại vườn. Đồng thời cũng hiểu được phần nào sự vất vả, chịu thương chịu khó của người dân nơi đây trong việc trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch. Trải nghiệm du lịch miệt vườn tại vườn nhãn lồng chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ và giúp du khách có được một món quà ý nghĩa dành cho gia đình, bạn bè.